từ để hỏi cộng với bao nhiêu này hoặc lần chi đằng sau là ái tạo hoặc mô đưa tạo. Ngữ pháp này mình dịch là gì nhỉ? Biết hoặc không biết cái gì đấy, được chưa? Từ để hỏi thì mình có những cái gì nhỉ? Ai là gì nhỉ? Đủ vũ, rồi cái gì? Mùa, mùa xuân đúng không? Tại sao? Ở Huế. Tiếp, ở đâu? Ở tí rồi. Như thế nào? Ở ở tóc kê, vân vân rất nhiều đúng không? Đấy, ói ma na đúng không? Bao lâu, bao nhiêu? Từ để hỏi nhá, ở đây mình chia ở đây nó sẽ có một gì động từ, tìm từ hoặc danh từ. Tùy, cái chia mình sẽ có trong sách giáo khoa, được chưa? Ở trong sách giáo khoa thì lại các cháu trên này lại không hiểu cái gì. Tại phải biết ra, tại không có các cháu ở trên truyền hình nữa cơ. Bây giờ cái chia như sao nha? Cái này nó cũng gần gần giống với định ngữ rồi. Thì hiện tại chưa nhá. Các bạn nhớ là cái này là viết liền đấy nhá. Nhưng viết cách nó lại hiểu lầm thành cái cấu trúc mà làm việc bao lâu, ưu nên chi, hỏi mana thời đại, đúng không? Hiện tại này, động từ cộng với nên chi, tính từ cộng với ơ niên chi, danh từ cộng với im chi. Các từ kết thúc là y tào, tào thì cộng gì nhỉ? Cộng với nên chi. Đó, các bạn nhìn là có giống định ngữ không? Có, đúng không? Tiếp về thì quá khứ nhá. À có, động từ, tính từ cộng với a, o, nên chi, danh từ, hai trường hợp. Có chim cộng với y, o, nên chi, không chim thì cộng với do nên chi. Được chưa? Tiếp này, thì tương lai thì sao nhỉ? Mì đây, động từ cộng với ơ đi chi. Ngoài ra ấy, trong giao tiếp thì đôi khi các bạn sẽ gặp người Hàn người ta sẽ nói cái dạng này này. Động từ của mấy ơ đi con chi. Dạng này là cao cấp hơn. Rồi ghi cách chia phục của các cháu đã xong. Nào, ví dụ nhá, ví dụ như là một người nước ngoài, người Hàn sang bên này. Các bạn dẫn bạn ấy đi ăn bún chả chẳng hạn. Nhưng mà bạn ấy không biết ăn như nào. Thì người ta hỏi là ờ em có biết món này ăn như nào không? Nào em ơi, nào em có biết ăn món này như nào không? Nào nào. Y ừm, si cười. Rồi. Đây, từ đấy hỏi đây đúng không? Như thế nào? Ờ, đó. Khê mong. Cái từ mọc tạ này động từ đúng không? Cộng với lưng chi đúng không? Mong lưng chi, chú ý phát âm nhé. Mong nhé, mờ o đúng không? Mong lưng chi. Có biết không? À đấy đúng. Ví dụ khác này. Bây giờ anh Mai rất là thích Giang. Mệt ghê. Lại Mai, Giang, Giang Mai. Bây giờ anh ấy muốn tìm hiểu đúng không? Tìm hiểu là Giang là thích người con trai như nào. Bây giờ anh ấy hỏi với bạn thân là Huyền. Bảo Huyền ơi, cậu có biết Giang thích con trai như thế nào không? Đó. Nói ra nhà chú là Giang đúng không? Giang Chica, rồi, người con trai như thế nào? Người Otton. Đây, từ này hỏi đây đúng nhỉ? Otton này. Nam cha. Rư, thích nào? Đúng rồi, choa hada. Đổi ghép với cấu trúc này là gì? Nương chi, đúng không? Động từ của mình nương chi. À đấy đó. À không, bây giờ Mai nói luôn là tớ chẳng biết Giang là người như thế nào. À, thì đó là gì? Ở Giang Chica. À, tiếp. Otton. Người là gì nhỉ? Sara đúng chưa? Bây giờ đây là gì? Danh từ cộng với gì? Im chi đúng không? Chờ, một con Sara im chi không biết. Ở mùa lai ổ chai mùa lai ổ nữa. Không biết là người như thế nào. Giang si ga ở tan Sara im chi mùa lai ổ. Ở tiếp nhá. Ngoài ra này, từ đề hỏi này nó có thể cộng thẳng với ưu niên chi luôn. Tức là chỗ này nó không cần phải động từ hay danh từ hay tính từ gì cả. Chờ. Ví dụ như là thầy để cái máy ảnh ở đây, nó rất là đắt tiền. Sao là Huyền làm rơi vỡ lòng chẳng hạn. Xong bây giờ thầy hỏi là em biết cái này bao nhiêu tiền không? Đó, thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Cái này là gì nhỉ? Ờ, y có bao nhiêu? Hỏi ma đúng chưa? Cái này là bao nhiêu này? Thì cái này nó cộng thẳng luôn với cái này. Không cần phải cái tính từ gì cả, hay động từ gì cả. Được chưa? Với in chi đúng chưa? Nhưng trong giao tiếp nó sẽ rút ngắn lại. Hỏi man chi. Trong giao tiếp nó hay rút ngắn lại như này. Hỏi man chi. Biết không? À đã? Mù lai xì. Nói câu đấy xong bây giờ tiếp thầy nói thầy là tiếp câu sau thế mày biết tao là ai không nói ra nào mê ga đúng không nụ cu cái này cũng thầy tương tự đúng không nụ cu in chi mình ghép lại này nhỉ nụ cu in chi đúng không à nhá đó hỏi này cho ngầu à nhá mày còn nụ cu in chi à nhá một lần một lần tiếp tục một thử một cái với thì quá khứ nhá. Ví dụ như là hôm qua chồng mình không về nhà. Xong bây giờ mình hỏi đứa bạn của anh chồng là
Anh có biết hôm qua chồng em đi đâu không? Thế gì nữa? Đúng rồi, chồng em thì hay nói là ủ đi làm việc đúng không? Ủ đi làm cho ni. Đã đi đâu? Đi ế hắn đừng gì? Xéo. Rồi, xéo. Rồi, tiếp một câu ngôn tình nhá. Em ơi, anh không biết là anh yêu em từ khi nào. Em ơi thì chỉ có là gì nhỉ? Chào kia. Mà chào kia thì nó lại kiểu nghe nó lạ nhỉ? Thường ấy, nếu mà như thế thì người ta sẽ nói tên luôn. Ví dụ như là Huyền ơi, kiểu thế hoặc Nhung ơi, ba cháu đúng không? Nhung à, ví dụ. Rồi, tiếp. Anh không biết là khi nào, từ khi nào anh đã yêu em, nói nào? Ơn chê thò. Ơn chê thò. Ơn đúng không? Sa đang hà tạ. Ghép của quá khứ là gì? Em đừng gì? Muốn là tiếp tục với một thì tương lai nhé. Ví dụ như là mình nói là không biết là khi nào mình cưới nhá. Nói nó nề gã khi nào ăn chê cưới khi đôn ở hai chi rồi muốn là nề gã ăn chê khi đôn hai chi muốn là ngoài ra này ưu đơn chi nó cũng có nghĩa là xem. Đối với nghĩa như thế này nhé thì trước đó không cần phải từ đấy học, có cũng được không có cũng được, được chưa? Trước tình huống này các bạn sẽ gặp nhiều trong cuộc sống này. Ví dụ như là bây giờ thầy chuyển tiền cho em nhé, xong bây giờ thầy nhắn tin cho em và là em thử kiểm tra xem là đã nhận được tiền chưa, được chưa? Nào, đã nhận được tiền là gì nhỉ? Ổn đấy. Hà ta nó đã nhận được chưa, quá khứ là gì? Đúng rồi. Hà ta đừng gì kiểm tra xem. Đúng rồi. Hoa kim hay bà hoặc là hay bô xèo. Ổn đấy. Hà ta đừng gì hoa kim hay bô xèo. Câu này nghe nhiều lắm. Đó, thì cái đừng chi đây mình gì là xem ấy, xem. Ví dụ như là bây giờ nhà mình có liên hoan chẳng hạn. Đấy, xong là có đứa bạn nó đang đi xe tới. Xong là bây giờ mình bảo một đứa bạn là gọi điện xem nó bây giờ đến đâu rồi. Nào, nó đến đâu rồi nói nào. Ở tí, ca tí. Rồi, đến đâu rồi, quá khứ là gì? Bán đứng gì? Rồi, gọi điện thử xem. Rồi, chấn hóa. Hê bô xèo. Ở tí, ca tí, bán đứng gì? Chấn hóa, hê bô xèo. Gọi điện thử xem nó đến đâu rồi. Trường hôm nay thì nó lại có từ đấy hỏi là ở tí, đúng nhá. Ví dụ khác trong phim nó có hay có cái cảnh là đưa một cốc trà cho người ta xong là bảo là gì? Cậu uống thử xem có độc không? Nào, độc là gì? Hô. Rồi, dễ nhỉ? Nào, uống thử xem có độc không? Là gì? Thổ ký, y tà. Ừ, cái này y tà cộng với gì nhỉ? Y nương xí. Rồi, uống thử xem. Mà sao? Bố xe hả? Thổ ký y nương xí, mà sao bố xe hả? Tiếp nhá. Ví dụ, trong phim cảnh điều tra, cảnh sát điều tra thì cũng có hay nói câu là điều tra xem cái thằng đó là người như thế nào. Đó. Nào, thằng đó là gì nhỉ? Cứ nô mi đúng không? Là thằng như thế nào đó? Ở toàn là thằng như thế nào cơ? Ở toàn Seki nghe từ này bao giờ chưa? Seki chó. Ui con chó. Thằng thôi. Thế Seki mới là thằng chó. Ở toàn Seki cũng là gì? Seki gì? Thử tìm hiểu xem nói nào. Tìm hiểu là Ara Cô ta Ara hả? Nó chơi như sau này, mình sẽ đến từ 1 đến 100 theo thứ tự như này. Cứ đến số 3 là vỗ tay, số 6 là vỗ tay, số 9 vỗ tay. Rồi các cái số khác là mình đếm như bình thường nha. Y, xong rồi đến số 3 là mình vỗ tay. Sa, ô, vỗ tay. Chân, đến số 6 là vỗ tay. Tiếp số 7, chi, 2, cứ được đọc của vỗ tay thôi. Ai phải đọc nào? Đấy, tương tự đến số 13, 16, 19. Cứ có số 3, số 6, số 9 là vỗ tay. Được chưa? Không nói. Mình có cần phải vỗ tay, ví dụ 13 thì vỗ tay 2 phát thôi. Chỉ cần 1 phát thì em thôi. Không, 1 phát thôi. Số nào mà có 2 số 33 này là có 2 cái. Số 36 có 2 cái. 39 có 2 cái. Tương tự 63 có 6 số 9. Tương tự 93 96 99. Rồi, các cái số như kiểu là 30, 31 đều vô hết. Kiểu không nó có số 3 là vô. Nó không cần biết là đứng trước hay đứng sau. Có nghĩa là xuất hiện những số đấy là vô. Đúng rồi, nếu mà xuất hiện các số 3 hoặc 9 là vô. Rồi, nó xuất hiện 2 lần thì có 2 cái. Rồi ok, bắt đầu chơi nhá. Trước khi chơi nó sẽ có một cái gọi là khởi động như sau. Gọi là Sam Niku tay như này được chưa? Bảo lại nhá. Bây giờ bắt đầu luôn. Từ thầy nhá. Thầy Ai mà tay là tất cả điều đó. Nào bắt đầu nhá. Cái đoạn này nào. 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Mày vỗ tay được chưa? Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp, bây giờ vẽ 1. Xa đầu tiên thử đấy. Ô. Được rồi. Nối đuôi chơi nha. Đợt chơi như sau. Ví dụ thầy nói là hát sen thì bạn kia phải nối là gì nhỉ? Sen im hay là sen gì đấy, thấy chưa? Đó. Và bạn kia là sen là ổn nối là im gì đấy, ví dụ là imon chẳng hạn. Đó. Chỉ chơi danh từ và khó từ, không chơi số, không chơi tính từ, không chơi động từ, không chơi tiếng Anh, thấy chưa? Rồi. Chơi số. Chơi số thì mà như kiểu là ví dụ bạn này nói là sit in mà kia là e sit. Xin sao? Sao xin? Không bao giờ là có hồi kết được chưa? Rồi bắt đầu nhá. Bây giờ bắt đầu từ thời này. Giang, xin từ gì? Mai. Nào bắt đầu từ cái dễ nhất nào. Quý cha. Quý cha. Chà tông cha. Chà tông cha. 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 Cha trời cuối trời có lòng đấy nhá. Có từ sự khác biệt. Xanh lành. Chai gì rồi, cái gì? Ibon. Ibon. Rồi, bon kiểu. Bon. Này, nhắc cái đợt nhá. Nhắc đợt. Không ai biết rồi nhá. Nào. Đồ anh nhá. Đếm này. Ô. Sa. Bông, bông gì? Sa. Được rồi. Đi. Đi. Này cái thằng gia đình ngu đợt nhá, gia đình ngu đợt nhá, gia đình ngu đợt nhá.